Xin chào anh chị ghé thăm kênh YouTube của Trần Tấn Tài. Thì hôm nay Tài sẽ cùng bàn với các anh chị một cái cụm từ, đó là bán hàng. Và các anh chị hãy comment cái ý của các anh chị, các cái công việc của các anh chị xuống, có phải hiện tại là mình đang bán hàng hay không. Rồi các anh chị hãy comment là anh chị có đang bán hàng hay không, và các anh chị hãy trả lời cái câu hỏi này cùng với Tài, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng giao lưu trao đổi với nhau để phân tích cái nghĩa của cái từ khóa bán hàng của ngày hôm nay. Rồi các chị hãy comment xuống nhé, là các anh chị có đang là người bán hàng hay không, và những anh chị đang xem lại cái video này, cái live stream này, thì các anh chị có thể là tương tác cùng với Tài, đó là hãy trả lời câu hỏi này là anh chị có đang bán hàng hay là không các anh chị nhé. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái chủ đề ngày hôm nay. Và khi mà Tài hỏi như vậy, các anh chị hầu hết là tất cả những câu trả lời của mọi người đều là không, tôi không phải là người bán hàng các anh chị. Và nhiều người cho rằng nghĩa của từ bán hàng á, là dùng cho những ai đang kinh doanh, những ai làm trong cái lĩnh vực kinh doanh, hoặc là họ đang thực hiện công việc buôn bán. Còn tôi là một cái giáo viên, tôi là một bác sĩ, tôi là một kỹ sư, tôi là một kiến trúc sư, tôi là một họa sĩ, nhạc sĩ, vân vân, hoặc một đạo diễn, thì tôi không phải là cái người bán hàng, đúng không các anh chị? Và hầu hết tất cả chúng ta đều trả lời là không, đúng không ạ? Và trong cái livestream này thì Tài sẽ cùng phân tích cái nghĩa của bán hàng để các anh chị cân nhắc là xem đã đến lúc chúng ta nên dùng cái từ bán hàng này hay không. Vậy bán hàng rốt cuộc là gì, và nó có rất là nhiều những cái định nghĩa khác nhau về bán hàng. Nhưng mà theo Tài á, thì bán hàng là một cuộc trao đổi lợi ích giữa các bên tham gia vào cái cuộc trao đổi này. Bán hàng là một cuộc trao đổi lợi ích các anh chị, giữa các bên tham gia vào cái cuộc trao đổi đó, đúng không ạ? Tuy nhiên nhiều người chưa có hiểu rõ và đầy đủ cái khái niệm về bán hàng này, mà họ cho rằng bán hàng là công việc của những người làm kinh doanh, những người buôn bán. Và đây chính là cái lý do mà sao họ không có học tập, rèn luyện cũng như là đúc kết cho mình những cái kỹ năng của người bán hàng, và cuộc sống của họ không được tốt giống như những người khác các anh chị. Tại sao Tài lại nói như vậy? Bởi vì Tài sẽ lấy những cái ví dụ để các anh chị thấy được cái tầm quan trọng của việc cần trang bị cho mình những cái kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của người bán hàng. Nó vô cùng quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Dù rằng chúng ta không phải là một cái người làm kinh doanh, chúng ta không thực hiện những công việc buôn bán, nhưng mà sau những cái ví dụ sau đây thì các chị sẽ hiểu rõ hơn về cái khái niệm của bán hàng. Tại sao lấy ví dụ đầu tiên, đó là trong một gia đình có hai đứa con hoặc là nhiều đứa con, thì các chị sẽ thấy có những cái tình trạng như là tại sao có một cái đứa con thì được mọi người yêu thương, giúp đỡ và xin cái gì cũng được hết, nhưng mà đứa còn lại thì ít được yêu thương, ít được giúp đỡ hơn, và xin cái gì thì cũng rất là khó khăn. Là bởi vì sao ạ? Bởi vì cái đứa trẻ mà được mọi người yêu thương đó, nó biết dùng cái kiến thức, kỹ năng của một cái người bán hàng, mà nó được học thông qua cái việc nhìn thấy, cảm nhận và nó ứng dụng vào trong cái cuộc sống của nó. Ví dụ như là nó sẽ biết lắng nghe, bạn sẽ ngay lập tức nghe lời, nó sẽ nghe lời bạn khi mà bạn tức giận, bạn la nó, nó sẽ biết lắng nghe, nó nghe lời bạn. Rồi sao nữa? Biết xây dựng cái mối quan hệ với mọi người xung quanh. Những đứa trẻ đó khi mà mình đi làm về, hoặc là lúc mình la nó, mình đang tức giận, thì nó sao? Nó sẽ là ôm hôn mình, đúng các chị? Hoặc là khi mình đi làm về, nó sẽ biết chào hỏi, hoặc là những cái người khác đến chơi, những người lớn đến chơi, thì nó sẽ biết chào hỏi, nó biết kính trọng, đúng không? Rồi nó biết chia sẻ, thậm chí là nó biết chừa những cái thức ăn ngon. Rồi nó biết giúp bạn làm một số những công việc ở trong gia đình, luận dựa trên cái sức của mình, nó làm được việc gì thì nó luôn đều thực hiện một cách tự giác, nó sẽ làm những công việc đó các anh chị. Hoặc là nó biết yêu thương thật sự, là có thể là đấm bóp, xoa bóp bạn, đúng không? Hoặc là nó hỏi thăm, nó chia sẻ những cái công việc của bạn, khi mà những lúc bạn bị cảm, bạn bị ốm đau gì đó, thì nó sẽ lấy thuốc cho bạn uống nè, ví dụ vậy. Hoặc là nó biết đấm lưng, xoa bóp cho bạn, vân vân. Hoặc là nó thấu hiểu được cái nhu cầu của bạn, là nó biết là cần phải làm cho bạn vui, đúng không? Nó sẽ ngoan hơn, nó sẽ cố gắng, nó học giỏi hơn, và nó nghe lời bạn, và nó luôn làm cho bạn hãnh diện, đúng không? Nó luôn cố gắng để có thể làm cho bạn hãnh diện. Và nó biết xây dựng uy tín với gia đình, có thể là nó sẽ hứa đi chơi vào lúc 8 giờ tối, về thì ngay lập tức đúng 8 giờ nó về. Nó hứa cái gì đó thì nó cũng hứa, và nó cố gắng nó làm được, chứ không phải theo kiểu là hứa lung tung, hứa cho có, đúng không các anh chị? Hoặc là thậm chí là sao ạ? Nó mắc một cái lỗi gì đó thì nó hứa nó sẽ khắc phục và nó sẽ làm tốt cái điều đó các anh chị.
Rồi Tài sẽ lấy tiếp tục một cái ví dụ tiếp theo, một cái ví dụ thứ hai là các anh chị cũng sẽ thấy là cùng là hai người học chung một trường và sau đó đi ra để xin việc và đi làm. Thì tại sao á, là cũng là hai cái người mà học chung một cái trường đó, có thể là bằng cấp chứng chỉ, là có thể là loại U như nhau, ví dụ là như vậy, thì tại sao có người sao ra đi làm xin việc rất là dễ, các chị xin việc rất là dễ, nhưng mà người còn lại thì xin việc rất là vất vả và rất là khó khăn, xin mãi thì mới được việc, hoặc là thậm chí là sao khi đi làm thì người ta lên chức hết rồi nhưng mà mình thì không, còn mình thì không, đúng không? Dù mình giỏi chuyên môn hơn họ, có thể là cái người bạn đó họ giỏi chuyên môn hơn cái người kia, nhưng mà lại không được cân nhắc lên chức. Bởi vì sao? Bởi vì cái người mà xin việc dễ dàng, làm việc rất là nhanh lên chức như vậy là bởi vì họ biết bán hàng, các anh chị. Họ biết cách là sao trình bày khi mà đi phỏng vấn, và họ không có bị run, họ có những kỹ năng trình bày trước, nói chuyện trước đông người, và họ không có bị run, đúng không ạ? Và họ biết lắng nghe những cái câu hỏi của nhà phỏng vấn, rồi họ biết tìm hiểu nhu cầu của người phỏng vấn mình, đúng không? Họ đang có những cái tiêu chí gì cho nhân sự của họ, và họ đang có những cái điều gì, thì họ biết cách tìm hiểu những nhu cầu đó. Rồi sao? Rồi trong quá trình đi làm thì họ biết cách xây dựng mối quan hệ với sếp của mình, với đồng nghiệp của mình, với những cái đối tác của mình, và rất là nhiều những kỹ năng kinh nghiệm khác của người bán hàng, đúng không ạ? Cho nên là sao? Công việc của họ tốt hơn rất là nhiều. Và một cái ví dụ thứ ba nữa là các chị cũng sẽ thấy là cùng làm một cái nhóm người như vậy, nhưng mà tại sao có một người á, những người á, thì người ta quen bạn gái, quen những người bạn khác giới, khi mà đi quen bạn khác giới thì rất là dễ dàng, hoặc là khi mình đi lập gia đình, khi mà lập gia đình thì cuộc sống người ta rất là yên ấm và rất là hạnh phúc. Nhưng mà có người là tìm mãi, tìm người yêu mãi thì lại không có, đúng không các chị? Tìm việc tìm người yêu đối với họ là một điều rất là xa xỉ, đúng không? Rất là khó khăn. Hoặc là thậm chí là khi có gia đình rồi thì họ suốt ngày cứ cãi nhau, hoặc là luôn mâu thuẫn với lại cái việc gọi là mẹ chồng nàng dâu, đúng không ạ? Và các anh chị thấy thực tế có nhiều trường hợp như vậy không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì họ không biết bán hàng, đúng không các chị? Họ không biết bán bản thân của mình như thế nào để cho nó có giá trị hơn, để người khác là sao yêu quý mình, đúng không ạ? Và họ cũng không biết cách xây dựng mối quan hệ ở trong gia đình hoặc là mọi người xung quanh để có được cái danh sách những người yêu trong tương lai của mình được nhiều hơn, để mình có được nhiều cái sự lựa chọn, đúng không các anh chị? Và họ cũng không thấu hiểu được những cái nhu cầu của những cái người này để họ biết cách lấy lòng, đúng không? Để biết cách là sao chia sẻ những cái khó khăn, nỗi buồn, niềm vui trong cuộc sống với tất cả những cái mối quan hệ xung quanh của họ. Cho nên là cái việc mà họ kết giao với những người bạn khác giới, hoặc là họ xây dựng gia đình rồi nhưng mà vẫn không có hạnh phúc là như vậy. Rồi Tài sẽ lấy một cái ví dụ tiếp tục nữa là khi mà ngay cả bạn, cái việc mà bạn phải đi làm để kiếm tiền, đi làm để kiếm tiền, không cần biết là bạn làm cái công việc hay ngành nghề gì, đúng không ạ? Nếu bạn làm nó để quy đổi cái lợi ích đó là tiền, thì ai có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của một người bán hàng tốt hơn thì cuộc sống và công việc của họ sẽ thuận lợi hơn và có được một cái thu nhập tốt hơn, các anh chị. Ví dụ như các anh chị là một cái giáo viên, là một bác sĩ, là một kỹ sư, là một công chức, một kiến trúc sư, một họa sĩ, một nhạc sĩ, một đạo diễn, vân vân. Bất cứ các anh chị đang làm trong một cái lĩnh vực gì đó, đúng không ạ? Có phải là bạn cũng đang bán cái gì đó để đổi lấy tiền, đúng không các anh chị? Dù các chị đang làm bất cứ trong cái lĩnh vực hay ngành nghề gì, thì có phải là chúng ta cũng đang bán một cái gì đó để chúng ta lấy tiền? Có phải là chúng ta đang bán sức khỏe của mình, đúng không ạ? Chúng ta bán thời gian, công sức của mình, chúng ta đang bán những cái kiến thức của mình, chúng ta bán những cái kinh nghiệm của mình, chúng ta bán những cái mối quan hệ xung quanh của mình, và bán rất là nhiều thứ như vậy để chúng ta đổi lấy tiền, đúng không các anh chị? Và nếu bạn biết cách bán thì sẽ bán được giá và hiệu quả hơn, đúng không? Đó là lý do tại sao cũng là một cái người đi làm như chúng ta thì họ lương họ cao chúng ta, hoặc là họ nhanh thăng tiến hơn chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì họ có được những kỹ năng của người bán hàng, họ biết cách bán hơn, họ biết cách bán hơn, cho nên họ bán được giá cao hơn chúng ta, đúng không các anh chị? Và cái việc bán của họ cũng sẽ hiệu quả và dễ dàng hơn chúng ta rất là nhiều lần, được không ạ? Rồi vậy thì anh chị thấy bán hàng có quan trọng các anh chị? Vậy bán hàng thì có quan trọng rồi các chị hãy comment cái ý kiến của các anh chị xuống, bán hàng có quan trọng hay không, đúng không? Bán hàng có quan trọng hay không? Và bây giờ chúng ta lại quay lại cái câu hỏi lúc nãy là anh chị có đang bán hàng hay không. Rồi nếu mà các anh chị đến cái giai đoạn này rồi, các anh chị thấu hiểu được là chúng ta vẫn đang là một người bán hàng, đúng không các anh chị? Chẳng qua là chúng ta đang bán một cái sản phẩm hay dịch vụ gì đó khác nhau mà thôi, đúng không ạ?
Rồi các anh chị hãy comment xuống là các anh chị có đang bán hàng hay không, và cái việc bán hàng và việc để có được những cái kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của người bán hàng thì nó có quan trọng như thế nào đối với chúng ta, đúng không ạ? Rồi các anh chị hãy comment xuống nhé. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Vậy nếu mà các anh chị thấy nè, để trở thành một cái để chúng ta có được một cái cuộc sống nó tốt hơn thì rõ ràng là những cái kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm của người bán hàng vô cùng quan trọng. Vậy là những cái kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đó là bao gồm những cái gì? Nó có thể là sao? Nó có thể là cái cách mà các anh chị xây dựng mối quan hệ với mọi người, rồi cái cách mà các anh chị nói chuyện với mọi người, cách mà các anh chị biết lắng nghe, cách mà các anh chị sẽ thấu hiểu mọi người, rồi cách các anh chị là sao biết là sao giao lưu, chia sẻ và giúp đỡ với nhau mọi người đấy, và rất là nhiều những kỹ năng đó. Vậy nếu bạn muốn trở thành một người bán hàng xuất sắc á, thì để mọi người xung quanh có thể là yêu quý bạn, gia đình bạn yêu thương bạn, được có người yêu tuyệt vời nè, đúng không? Có được một người một cái mái ấm hạnh phúc rất là mỹ mãn, không có cãi nhau nữa, đúng không ạ? Muốn được công việc thuận lợi hơn, nhanh được thăng tiến hơn, đúng không? Muốn có cuộc sống dễ dàng và thuận lợi tốt đẹp hơn thì Tài xin mời các anh chị hãy tham gia vào cộng đồng của Tài, đó là trantantai.com, và Tài có để cái đường link bên dưới, đó là trantantai.com, đúng không ạ? Các anh chị hãy đăng ký vào cái đường link này để chúng ta sẽ cùng nhau học tập, rèn luyện những cái kiến thức của người bán hàng, và hãy đăng ký kênh để các anh chị nhận được những cái chia sẻ tiếp theo của Tài về bán hàng mỗi ngày, và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và thảo luận với nhau, đúng không ạ? Rồi nếu mà các anh chị thấy cái video này có ích thì hãy chia sẻ nó để nhiều người có thể cùng với chúng ta tham gia vào để rèn luyện những cái kiến thức, kỹ năng của người bán hàng. Và các anh chị có thể là đăng ký kênh để nhận những cái video mới nhất của Tài Tài nhé. Còn bây giờ thì Tài xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị những cái nội dung tiếp theo. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để chúng ta trở thành một người bán hàng xuất sắc, được không các anh chị?